Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào.
Về tôm màu xanh. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Dây dưới phải. Làm em bình thường không được. Không bằng. Nó quên chưa mà lại. Làm em thì có đúng một thằng nó đủ trình chi cho mình. Là thế nào? Kiểu nó nhiều loại dây ấy. À, như kiểu có... Bởi vì dây mang vai là nó giống như dây dầu bình thường thôi. Nó nặng. Mà lực chịu tải cũng thấp. Dây dưới vàng thì nó chắc hơn tí. Còn nó vẫn nặng. Còn đến đây ăn ăn thì là ví dụ mà có dùng thường phẩm bán thì là thả dây 2 ly thì như cái dây ăn ăn đấy tấn ăn ăn chỉ có 1 ly thôi, chịu phải thì nó chịu gấp đôi luôn, có thể nó cũng nhẹ nữa. Đây là do bé ông mày đấy, cái nó sẽ to à? Sao mình thấy cái gì dù sáo nhỉ? Chưa có kiểu có cái bộ khá to to này, nó kiểu làm hàng mét này, nhìn đẹp. Đây là sau như là không anh đi trả cầu một hồi xong là nhịn diều ăn luôn. Giờ nhà vẫn một đống diều ấy, thế mà không bán đi diều vẫn bán được mà. Ừ, không bán được, không bán đi, nhưng mà đa phần là sáng chỉ bán diều. Thấy chúng nó vẫn bán diều mà. Diều nó diều chia, diều tự làm. Diều carbon để ít. Carbon đa phần của em nó tròn ấy. Cái lúc lên cao bằng. Đây là sông tròn. Mẹ đi nhiều chỗ rồi nhỉ. Đi đâu mà hay nhiều chỗ đi. Em cũng gọi là trước giờ đi là đi chạy tới Việt Nam. Nhưng mà làm gì mình hay đi. Đi với ai cái ai. Nhưng mà đi một mình vẫn là suy nhất. Chả ra ai cũng xa. Nguy đã, nhiệt. Đúng không? Chắc là thế, tùy được. Nhưng phải đi một mình nguy đã. Chả ra ai cũng xa. Tôi thấy thích làm gì thì làm. Ai cha mỹ nương em yêu nhắn cái gì nhiều yêu đâu bạn về chưa thì em gì để các con kiếm chuyện. Ôi trời ơi, nó đang bắt em là chữ nó như là chữ con gì hướng hướng ấy. Trời ơi, mỏi quá. Để thợ gì hay không? Có Free Fire. Chàng bên đường mẹ mày thích kêu con trai không? Vẫn có đấy mà mày thích kêu con trai. Con gái nhưng mà vẫn là bạn. Thế chợ đắc lực của em ấy. Chả thử đắc lực. Chàng bên đường nhắn cái gì đây? Về chưa? Về chưa?
về trưa để kiếm chuyện ấy. Bảo là anh ăn cơm chưa anh nhỉ? Tí về lại bé. Vẫn ngày ca bình thường. Như vậy video của mình là kết thúc nha bạn.